Đã làm ăn kinh doanh thì đừng nên bỏ qua tác phẩm này. Quạt cửu long tranh châu gỗ hương ta là hình ảnh 9 con rồng tranh một viên ngọc. Ngọc ở đây chính là ngọc tỷ truyền quốc. Tương truyền nếu như có được ngọc trong tay thì sẽ có cả thiên hạ. Rồng là loài vật thần thoại xuất hiện nhiều ở phương Đông, là con vật đại diện cho sự quyền lực, công danh, tài lộc, đồng thời tượng trưng cho sự thịnh vượng, dồi dào và sự tái sinh mạnh mẽ. Rồng còn là hình tượng của mưa thuận gió hòa, là linh vật đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh long lân quy phụng. Cửu long đại diện cho 9 đứa con rồng, thể hiện sự uy quyền, sức mạnh vĩnh cửu. Quạt cửu long tranh châu được điêu khắc tỉ mỉ, bố cục hài hòa trên phôi gỗ hương ta có chiều ngang tới 1m57. Hương ta thì quá dễ chơi rồi ạ, chất gỗ đánh chắc, màu sắc đẹp lại ít co ngót nứt vỡ. Treo quạt cửu long tranh châu vừa trang trí vừa có ý nghĩa phong thủy, hóa giải tam sát, đem lại hưng thịnh, sang trọng và uy quyền. Hình ảnh 9 con rồng đang đùa giỡn với ngọc rất phù hợp với không gian lớn, bề thế, sang trọng, thể hiện khí chất cao sang, phú quý của gia chủ.